Bạn muốn sở hữu cho bản thân một tài khoản VIP hay thử sức với vòng quay may mắn nhận ngay acc VIP cùng hàng loạt quân uy giá trị, hãy đến ngay shopgthuchuvn để dinh về cho mình những tài khoản chơi game chất lượng cao. Truy cập ngay shopgthuchuvn, shop bán acc uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Thông báo giải đấu tri ân khán giả 19 giờ ngày 24 tháng 12, đấu giải 5 game MVP thắng nhận 200k Garena, MVP bại nhận 100k Garena. Mọi người chắc chắn phải bấm vào link dưới mô tả video để có thể tải app và tìm kiếm ID gỡ thủ 1207 sau đó ấn follow giúp mình. Lưu ý 100% các bạn phải ấn vào link để tải app thì mới nhận được giải thưởng nha mọi người. Thiên truy nhị đỡ, ý chạm nát chấu. Trước mắt các bạn là bộ trang phục mới nhất dành cho anh chàng Triệu Vân có tên gọi là Thần Tài, và bộ trang phục này sẽ là bộ trang phục ra mắt dịp Tết sắp tới. Ok, bộ trang phục này có thay đổi hướng kỹ năng các bạn ơi. Chiêu 1 đây này. Không chỉ đấy, chiêu 2 cũng rất đẹp. Sau khi mình kích hoạt chiêu 2, chiêu 3 này, úi giời. Đây chỉ là bộ trang phục bậc S mà thôi, vậy nên nếu như mà các bạn nào có ý kiến gì chê hoặc là khen bộ trang phục này, nhớ để lại comment bên dưới giúp mình. Vũ đại Trường Sơn, Zhao Zilu, Shi Ye. Tết đến rồi, Tết đến rồi. Xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây các bạn ơi. Trước mắt các bạn là bộ trang phục mới nhất dành cho anh chàng Triệu Vân có tên gọi là Thần Tài, và bộ trang phục này sẽ là bộ trang phục ra mắt dịp Tết sắp tới. Vậy là chúng ta cũng sắp sửa đến Tết rồi các bạn ạ, nhanh thật đấy, thời gian trôi đi rất nhanh. Sắp phải nói lời chia tay năm cũ và chào đón năm mới rồi. Ok, ngày hôm nay mình sẽ review cho tất cả các bạn về bộ trang phục này nha. Về cái phong cách ăn mặc và bộ quần áo trên người ấy, với cả màu sắc, cái tông màu ấy, mình nhìn rất là giống với bộ trang phục của Van Hên Thần Tài, rồi bộ trang phục của Grack chẳng hạn các bạn ạ. Đấy, không biết là ý kiến của các bạn ra sao. Và bộ trang phục này thì cây thương của vị tướng Triệu Vân thì nhìn nó cũng đặc biệt hơn. Khuôn mặt xoái ca, hình như có đeo cả kính à. Ô, có đeo cả kính này. Cận từ bao giờ thế này? Không biết là Triệu Vân cận từ bao giờ đây. Ok, chúng ta sẽ cùng vào trong một trận đấu để có thể trải nghiệm cái bộ trang phục này xem thay đổi hiệu ứng kỹ năng hay không nhá. Let's go. Ok, bộ trang phục này có thay đổi hiệu ứng kỹ năng các bạn ơi. Chiêu 1 đây này. Trời ơi, sau khi mình kích hoạt chiêu 1 lập tức sẽ có cái gì quay xung quanh Triệu Vân đấy các bạn ạ. Mình cũng không biết nữa. Và bộ trang phục này là bộ trang phục bậc S, không có hiệu ứng biến về nhá. Rất đáng tiếc là bộ trang phục không có hiệu biến về. Không chỉ đấy, chiêu 2 cũng rất đẹp. Sau khi mình kích hoạt chiêu 2, ok, những đòn đánh tường cũng có sự thay đổi. Chiêu 3 này, úi giời. Đây chỉ là bộ trang phục bậc S mà thôi. Vậy nên nếu như mà các bạn nào có ý kiến gì chê hoặc là khen bộ trang phục này, nhớ để lại comment bên dưới giúp mình. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm sức mạnh của vị tướng Triệu Vân thôi nào. My spear shall deliver justice. Ok, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm sức mạnh của vị tướng Triệu Vân, và để xem vị tướng này leo danh như thế nào thì các bạn hãy cùng theo dõi nha. Trước tiên là mình sẽ cần phải tiến hành đi ganh, vừa xong mình nhìn thấy Skirt ở đường dưới. Hình bóng của Skirt vẫn đang in trong tâm trí của mình nhưng mà không thấy Skirt đâu các bạn ạ. Khả năng cao Skirt về rồi hay sao ấy. Mà lúc cố gắng thả thính đi nha. Mình là mình vẫn đang cố gắng núp bụi để có thể chờ đợi. Đây rồi, lao ra bổ cho cái. Và sau đó kể cả có băng trụ đi chăng nữa thì sẵn sàng. Một mạng đầu tiên dành cho bản thân. Quá thơm các bạn ạ. Có công mài sắt có ngày nên kim. Vậy nên là vừa sau là mình chỉ việc núp bụi thôi. Sau đó mình lao ra mình tấn công, mình có mạng rồi. Ok, và bây giờ chờ đợi cái con Seda nhá. Mình làm tạm cái con Seda này vậy. Thời điểm đầu game có cơ hội thì chúng ta cứ ăn những mục tiêu lớn thôi. Đặc biệt là các bạn đi với vị trí là đi rừng thì chết tôi. Gặp The Flash nó đấm cho mình một cái là mình mất rất nhiều máu quay lại nhá. Bổ cho phát đấy. Mã Lốc ra hỗ trợ mình cái, mình có tê tái, mình không để mất cái con Seda đâu. Ok, thế là có Seda, như thế này là thành công rồi. Còn ít máu mình vẫn sẽ cố gắng ở lại để hỗ trợ đồng đội nhá. Nhưng vấn đề chính là không có giao tranh đấy các bạn ạ. Di chuyển ra thì Karisi bây giờ thì cũng lui về mất rồi. Như các bạn biết thì giai đoạn đầu game là giai đoạn kiểu Triệu Vân rất là yếu, các bạn cần phải tập trung farm. Triệu Vân sẽ rất mạnh ở giai đoạn cuối game. Giai đoạn cuối game sẽ là giai đoạn bùng nổ sức mạnh nha. Vậy nên đầu game cố gắng tập trung thăm ngà giúp mình và có cơ hội để cướp nha. Bây giờ mình tranh thủ mình cướp nhanh cái con bùa xanh này.
cướp thôi. Thêm mà lúc lẫn cả tu đen Azure Flash này vào đây. Vào đây, đây rồi, đây rồi. Lao ra bổ trong cái tôi để giơ flash này. Hy sinh. Cái lôi điểu của tu len team mình ấy bắn không tới kịp các bạn ạ. Cứ tích tiểu đánh đại thôi. Farm như thế này chắc chắn rừng team địch sẽ bị thọt. Và ngoài ra cho cả Skirt bốc hơi đi. 3 đánh 1 như thế này thì không chốt cũng què. Skirt hy sinh có mạng hỗ trợ nha. Cuối cùng là mình cũng có được một mạng hỗ trợ đầu tiên dành cho bản thân. Trận đấu này thì chắc chắn là mình sẽ cần phải quan tâm đến Kairi và quan tâm đến The Flash, không chỉ thấy quan tâm đến Joker. Team địch có đến 3 vị tướng có lượng sát thương chủ lực nha. 3 vị tướng có sát thương rất lớn. Đường trên như thế này rất là khó ganh này. Đấy, mình bị lộ mất rồi. Lúc mình núp bụi thì Joker chắc chắn nhìn thấy mình. Thế nên là thôi, không ganh thì chúng ta lại farm tiếp nhá. Cái con bồ xanh mình sẽ chủ động nhường cho Tulen. Căn bản dưới chân của mình có bồ xanh rồi mà. Chứ không phải là Triệu Vân không cần bồ xanh đâu. Mình rất cần bồ xanh nhưng căn bản dưới chân của mình có bồ xanh rồi. Và mình cũng có thể căn được cái thời gian bùa xanh của team địch ra. Vì chính bản thân của mình cướp được bùa xanh cơ mà. Cái bùa xanh của team địch giờ cũng sắp xuất hiện rồi đấy các bạn ạ. Mình cứ tranh thủ mình farm nhanh thôi. Và sau đó mình sẽ triển khai tiếp tục là di chuyển sang rừng team địch để có thể cướp tiếp nhá. Thường thường ấy là cầm Triệu Vân rất là dễ bị đối phương cướp rừng. Nhưng mà trận đấu ngày hôm nay thì nó lại khác các bạn ạ. Nó lại hơi ngược đời một tí. Là mình lại đi cướp rừng của team địch. Đấy, bùa xanh của team địch là còn mười mấy giây sẽ xuất hiện thôi. Thế bây giờ tiếp tục mình sẽ di chuyển vào trong rừng để có thể cướp. Cướp từ con to cho đến con bé, từ con bé cho đến con to. Có cái gì là cướp sạch. Elsu đang phàn nàn là không có ai ganh. Trời ơi, cứ từ từ bạn ơi. Mình đang nuôi dưỡng một cái tâm hồn nó trong sáng. Đấy, đang nuôi dưỡng một cái tâm hồn. Cứ từ từ, lát nữa khi mà mình nuôi dưỡng thành công rồi, lúc đấy mình có thể đi ganh đảo đường được. Hiệu quả. Còn bây giờ là farm tiếp này. Farm xong cái con quái bé này mình sẽ di chuyển xuống đường dưới. Kia sẽ là cơ hội để mình có thể nâng thêm cái điểm bảo gục nhá. Lao vào băng trụ và bổ cho cái thôi. Lên một điểm số. Đấy. Cứ đi ganh là có mạng. Nhưng mà cần phải biết tận dụng thời cơ. Tận dụng thời điểm. Các bạn thấy qua là mình đã farm xong sạch quái rừng của team địch. Sau đó mình ganh phát có mạng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ ép luôn cái trụ đường dưới này nha. Tranh thủ ép trụ luôn trụ đường dưới. Mỗi tội có The Flash này. Kệ đi. Mình sẽ ưu tiên lấy trụ trước đã. Lấy xong cái trụ mà thôi. Bây giờ bổ luôn chiêu cuối thẳng mặt The Flash này. Bổ luôn này thì... Nope. Ủa? Trời ơi! Cái trụ nó còn 10 máu các bạn ơi! What? Mình đang tính chơi cả The Flash. Và ngoài ra nổ cả trụ của một lúc mà anh ngờ số mình nó hơi đen. Thế là bị chấm dứt mất rồi. Thật ra là vừa xong mình cũng hơi chủ quan các bạn ạ. Kết luận lại một điều là chỉ có tham thôi. Tham thì thâm mà. Vừa xong chắc chắn là do mình tham. Phải công nhận là Triệu Vân rất là may mắn nha. Sắp tới có một bộ trang phục hoàn toàn mới thì chúng ta cũng ăn mừng thôi. Mà trang phục đấy lại trang phục Tết nữa. Đúng là gần Tết rồi. Nhà ra mắt trang phục mới, người người ra mắt trang phục mới. Cảm thấy hạnh phúc dã man, có thanh niên nào đó thì vẫn dậm chân tại chỗ. Đấy là cái câu nói quen thuộc của mình. Mỗi khi các vị tướng có trang phục thì chắc hẳn các bạn cũng đã biết rồi đúng không? Chắc hẳn các bạn cũng biết mình đang ám chỉ đến ai. Chứ là mình... muốn nhắc tới nhiều hơn để vị tướng ấy đỡ bị lãng quên nha. Chứ mình cũng không có ý khịa gì đâu các bạn ạ. Mày đừng có bốc quét. Thôi nào Toro. Trời ơi, mình biết bạn Châu rồi. Thật sự nó quá cứng cáp các bạn ạ. Team địch có vẻ đánh rất ổ báo, cứ từ từ nha. Đấy, bây giờ thêm cả ba lúc team mình tới rồi. Nào úp sọt tới. Đồng đội của mình cứ lao vào trước đi. Sau đó mình sẽ lao ra mình phệt sau. Mục tiêu của mình sẽ là Joker. Để đi dọc. Vãi trưởng ạ, không kịp có cả mạng hỗ trợ mà lúc nó chém quá đau. Trận đấu cực kỳ cân bằng nha. Các bạn quan sát qua vì điểm mạng gục là 10-10 thế này. Đấy. Team mình ăn 10 và team địch ăn 10. Khả năng cao team mình sẽ mất trụ đường giữa. The Flash dừng tay lại đi bạn ơi. Rồi sao mất cái trụ đường giữa rồi còn đâu. Sợ ta tôi lấy xong cái trụ đường giữa nó tẩu thoát luôn. Nhưng mình nghĩ là The Flash sẽ vào rừng để có thể fan cho mà xem. Vậy nên mình sẽ di chuyển ở trong rừng team địch nhá. Đúng như mình đã dự đoán, cướp bùa xanh, cướp bùa xanh, cướp bùa xanh, có tê tái trong tay cơ mà, cướp, quỷ không cướp được rồi. Không sao, bây giờ mình sẽ ra, mình bổ phát này, úi rồi nửa cây máu, rất đáng tiếc, ủi ôi tìm địch đông thế, chịu đấy. Thôi 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 ạ, thôi anh Skirt ơi, anh tha cho em cái, em còn vợ trẻ con thơ nhà, anh ơi đừng có đuổi em. Đố anh bắt được cái em đấy, lều 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 lều, đố anh bắt được cái em lều 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 lều. Thế là mình lại xứng sát thành nha mọi người. Căn bản mình tin tưởng là mình có cái chiêu một mình chạy nhanh mà. Nên Skirt vừa xong là không thể đuổi được luôn. Lại giao tranh đánh nhau liên tục thế này. Đúng là một trận đấu cân bằng có khác, giao tranh liên tục. Thôi thì mục tiêu của mình chắc chắn sẽ là Kairi. Chơi tạm Kairi cũng được nhá. Mày tính Kairi này bướm là chắc chắn bướm lên một điểm số chấm dứt luôn. Ui, K
cái mạng của bướm là mạng chấm dứt các bạn ạ, cực kỳ thơm. Thôi ăn được mạng của bướm thôi là được rồi, chứ còn mình cũng không muốn quay lại để mình tấn công Toro lẫn cả Skirt đâu, bởi vì nhìn vạch máu của nó cũng đủ ngán luôn. Về bí đồ dành cho vị tướng Triệu Vân thì mình sẽ lên đồ như sau nha. Vẫn còn đuổi mình được, chịu luôn ạ. Cái gì vậy trời, ảo tưởng sức mạnh này thì ảo tưởng sức mạnh đốc ơi. Thoải mái đi, em có quả cầu bất tử ở đây đấy, sống sót rồi, giết làm sao được mình. Lêu 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 lêu, ui giời ơi. Cái thằng Toro mất nết, mình bị Toro đấm chết các bạn ạ. Không thể tin nổi đồng đội của mình trả thù cái coi. Ok, Elsu cũng đã trả thù cho mình rồi, sợ thật. Trong khoảng thời gian này mình xin phép trình bày cho mọi người qua về bí đồ dành cho vị tướng Triệu Vân nhá. Trang bị đầu tiên mình sẽ lên đó là dìu Leviathan. Ngoài ra mình sẽ lên đó là giày kim cường, rồi đến phức cực kiếm, thanh kiếm nhanh phân đi, và trang bị cuối cùng sẽ là trang bị giáp bộ mạnh nha. Ok, đây là về bí đồ. Như các bạn biết thì Triệu Vân cũng sẽ sở hữu một cái lượng sát tương chuẩn rất lớn sau khi các bạn kích hoạt chiêu cuối. Các bạn kích hoạt chiêu cuối sau, các bạn dùng cho ai các bạn đánh, các bạn cũng sẽ đánh ra rất nhiều sát tương chuẩn. Đặc biệt là bổ chiêu cuối một phát là sát tương chuẩn nó cũng sẽ nổ rồi. Đấy, và nên cố gắng tận dụng nha. Cái cách combo dành cho vị tướng Triệu Vân thì rất đơn giản thôi. Cứ bật chiêu một lên, tăng tốc độ di chuyển, tiếp cận đối phương, sau đó kích hoạt chiêu cuối bổ một phát, rồi các bạn dùng cho ai ngoáy một phát, rồi các bạn đánh thường. Đấy là về combo. Thật ra về cái này là rất dễ chơi. Từ trước tới nay mình cảm thấy là Triệu Vân dễ chơi nhất trong các vị tướng đấy các bạn ạ. Kỹ năng đâu phải kỹ năng định hướng đâu, cứ có kỹ năng là dùng thôi. Nhưng mà vấn đề chính là chỉ sợ các bạn bị cướp dừng thời điểm đầu game nha. Ok, mục tiêu của mình là The Flash này. Mỗi tụi nó có chiêu cuối. Đối đồng thế. Không sao, quất tạm Toro. Này thì Toro này trả thù thành công. Cái tụi Toro vừa xong giết mình này. Đang có Joker này, mỗi tụi mình chưa có chiêu cuối của mình chưa kịp hồi. Thôi thì chơi tạm Skirt cũng được. Này thì Skirt bốc hơi. Vừa xong mình kích hoạt chiêu cuối mình bổ phát là lượng sát tương chuẩn là 1200 nhá. Đấy, lượng sát tương chuẩn cũng bình thường thôi. Đây chưa phải là thời điểm mình phun đồ đâu. Ơ, có bùa đỏ này. Thế này thì ngại ngần gì mà chúng ta không cướp. Có cả The Flash, kệ đi, cứ cướp bừa được cái đã. Cứ cướp nhanh. Ok, có bùa đỏ. Ui giời ơi, The Flash dồn đam mình có thấm đâu. Đấy, Tulen thì mình làm cái gì với Tulen ơi. Ui giời, Tulen gặp nguy hiểm rồi. Để mình lao ra mình bổ luôn này, Karisi. Này thì bướm bốc cơi này. Ok, thôi bây giờ mình tẩu thoát đây. Mình chạy đây các bạn ơi, mình còn một cục máu. A hi hi. Lại sống sót rồi. Farm tiếp nha mọi người nha. Bật chiêu A lên chúng ta farm thì chúng ta cũng được hút máu rất nhiều. Vậy nên là mình cũng không cần phải biến về làm gì. Team mình là đang hướng tới cái con Caesar. Và mình thấy qua là team địch cũng kéo nhau ra khu vực Caesar. Khả năng cao chúng ta sắp sửa có một pha combat long trời lở đất rồi. Sức đầu mẻ chám rồi các bạn ơi. Thấy có Toro lẫn cả Skirt này. Để mình ra tiếp cận giao tranh nha. Mục tiêu của mình thôi kệ, bổ tạm Toro cũng được. Đấy, sát tương chuẩn rất nhiều và Toro hy sinh. Thêm cả Skirt nữa và Skirt bốc ơi. Ô là trời, các bạn thấy qua là hiện tại vừa xong là mình có thể cân được hai vị tướng cứng cáp của team địch nhờ cái lượng sát tương chuẩn. Triệu Vân tính ra gặp các vị tướng châu bò như Toro thì thời điểm cuối game là mình cũng không hề sợ đâu các bạn ạ. Bổ chiêu cuối đánh vài phát là có mạng liền. Cách để mà có thể khắc chế vị tướng Triệu Vân thì mình cũng đã trình bày rồi. Rất đơn giản thôi, ngay từ thời điểm đầu game các bạn cần phải sang cướp rừng nha. Cướp làm sao khiến cho Triệu Vân bị thọt ấy, thì như vậy Triệu Vân sẽ chậm lết game hơn. Chứ còn team địch là hơi sai lầm bởi vì cho mình rất là xanh, rất là béo thời điểm đầu game. Rất tốt một điều hiện tại mình xanh như thế này rồi các bạn ạ. Mình lớn rồi chứ không phải là đứa trẻ non nớt nữa đâu. Ok, thôi tạm thời rút lui đi để cho team địch lên cao lát nữa còn combat được. Các bạn ơi, cho mình xin phép trình bày cho mọi người, sắp tới mình sẽ tổ chức giải đấu tri ân khán giả. Và nếu như mà các bạn tham gia thì các bạn sẽ nhận được những cái phần thưởng như là thẻ Garena vô cùng là xịn sò. Cách thức để có thể nhận thẻ thì vô cùng đơn giản. Trước tiên là các bạn ấn vào cái đường link mình để dưới phần mô tả và bình luận trong video clip này. Sau đó các bạn tải app về và tìm kiếm ID follow gờ cái thủ 1207. Giải đấu sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 24 tháng 12 nhé. Đấy, đấu giải 5 game, MVP thắng sẽ nhận được thẻ Garena 200k. MVP bại sẽ nhận được thẻ Garena 100k. Lưu ý là cần phải ấn vào link để tải app thì mới nhận được giải thưởng nha mọi người. Chứ còn nếu như mà các bạn được MVP mà các bạn không ấn vào link để tải app ấy thì lúc mà mình check thì sẽ không được thì các bạn sẽ không nhận được giải thưởng đâu. Vậy nên là cần phải làm đúng bước, đó là ấn vào đường link để tải app về, sau đó follow mình và sau đó các bạn chờ.
chờ đến ngày 24 tháng 12 các bạn tham gia giải đấu là các bạn sẽ nhận được giải thưởng thôi. Ok nha. Đấy, mình muốn tạo ra giải đấu một cái sân chơi vào thời điểm cuối năm để cho tất cả các bạn có thể có được những cái thẻ cào nạp vào và săn trang phục chẳng hạn. Thế nên là hy vọng rằng các bạn có thể tham gia đầy đủ. Ok, quay trở lại với trận đấu. Các bạn quan sát qua về đội hình team địch ấy, thì Toro luôn luôn đứng đằng trước, thì các vị tướng chủ lực sẽ đứng ở đằng sau nhá. Ở mà từ từ đã, đang có Skirt. Skirt đang tính làm gì đây? À, định lấy trụ của team mình à? Ai cho lấy trụ? Trước tiên là mình sẽ cần phải dọn lính thật là nhanh cái đá. Sau đó là mình sẽ truy sát Skirt. Đứng lại cái nào, Skirt hiện tại là mất tốc biến rồi, cho mình bổ một phát thôi. Úi dồi, 1700 sát tương chuẩn. Solo tay đôi, solo tay đôi, mình có mạng truyền tuyết. Tuổi gì đòi solo tay đôi với Triệu Vân thời điểm cuối game. Mặc dù Skirt cũng là chất từng lết game đấy, nhưng mà cuối game ấy Triệu Vân là mạnh hơn rất nhiều nha. Ok, hiện tại team mình là đã lấy được hai mạng của team địch rồi. Team địch đang phải lui về cái kìa, đang phải chạy về. Khả năng cao là mình sẽ cần phải chặn đầu đối phương nha. Lao ra chặn đầu đối phương đây rồi. Chơi bừa đi. Nhưng mà mỗi tội là giết được ai mà bản thân của mình. Ui ui ui, tí nữa thì vẹo ạ. À, ổ báo tinh tướng lao ra chặn đầu đối phương mà ai ngờ không thể tin nổi. Tí nữa thì mình cũng hy sinh luôn. Nhưng mà dù sao team địch mất 4 thành viên rồi thì làm sao mà thủ được nhà nữa. Người hồi sinh sớm của team địch là Karisi. Hiện tại bản thân của mình cũng có giáp bảo mạnh nhá. Vậy nên là mình cũng sẽ tự tin hơn, mình chỉ cần một mạng nữa thôi, cho tròn 10 mạng cũng được. Vậy nên là cố gắng căn sát thương để có thể tấn công đối phương. Ví dụ Joker chẳng hạn này, Joker này mạng thứ 10. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá để xem clip của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye mọi người, bye bye.